Thưa quý vị, thưa các bạn, dịch COVID-19 đã tác động đến nhiều lĩnh vực, nhất là ở khối sản xuất, khi phụ thuộc vào nguồn cung nguyên liệu nhập khẩu. Để vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế, ngành công thương đã đưa ra các giải pháp thúc đẩy sản xuất công nghiệp, trong đó trọng tâm là khu vực công nghiệp hỗ trợ. Thống kê của Bộ Công Thương cho thấy, số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ đang chiếm khoảng 5% trong tổng số doanh nghiệp ngành chế biến chế tạo. Trong đó, nhiều doanh nghiệp đáp ứng được nhu cầu trong nước và quốc tế. Theo Hiệp hội Doanh nghiệp Cơ khí Việt Nam, năm 2020, do tác động của dịch COVID-19, gần 50% số doanh nghiệp thuộc Hiệp hội doanh thu sụt giảm. Nhưng bước sang đầu năm 2021, khi các đơn hàng có xu hướng tăng trở lại, dù dịch COVID tái bùng phát, nhưng bằng các giải pháp của mình, nhiều đơn vị đã linh hoạt trong sản xuất, sắp xếp lại bộ máy quản lý nên vẫn có được những đơn hàng để thực hiện mục tiêu kép, vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế. Đây là hệ thống bốc dỡ và vận chuyển than được chế tạo bởi các kỹ sư Viện Nghiên cứu Cơ khí Bộ Công Thương. Hệ thống này cũng chính là dự án đầu tiên do nhà thầu trong nước đảm nhận từ khâu thiết kế, cung cấp thiết bị với 4 nhóm thiết bị chính và 1 nhóm thiết bị phụ trợ. Trong đó, hệ thống vận chuyển băng tải cụm van chuyển hướng được thiết kế chế tạo 100% trong nước. Điều này cho thấy lĩnh vực cơ khí chế tạo của Việt Nam đang từng bước khẳng định chính mình. Viện Nghiên cứu Cơ khí chúng tôi đã chủ động đầu tư đi trước để thực hiện các cái chương trình công nghiệp xi măng, thủy điện, nhiệt điện, công nghiệp khai thác chế biến bauxit, công nghiệp hóa chất, dầu khí và công nghiệp hỗ trợ ô tô xe máy. Cái đề tài cấp nhà nước nghiên cứu thiết kế chế tạo hệ thống bốc dỡ vận chuyển than cho nhà máy nhiệt điện đốt than có công suất đến 600 MW. Chúng tôi đã phối hợp với hãng Pham của Đức trong thiết kế cơ sở, sau đó tự tiến hành triển khai thiết kế chi tiết. Công tác chế tạo được thực hiện bởi cái nhà máy của Nam Định của chúng tôi và các cái nhà thầu phụ trong nước. Cái hệ thống bốc dỡ vận chuyển than đã được áp dụng ở dự án nhiệt điện Sông Hồng 1, hiện nay đã đi vào vận hành ổn định. Thời gian qua, Bộ Công Thương đã có những đề xuất với Chính phủ về các giải pháp phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ. Trong đó, giải pháp cơ bản là đầu tư nguồn lực từ ngân sách trung ương và địa phương để tập trung phát triển công nghiệp hỗ trợ, giảm phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu. Để phát triển công nghiệp hỗ trợ, Cục Công nghiệp Bộ Công Thương đã tổ chức các khóa hỗ trợ tư vấn kỹ thuật, cải tiến sản xuất đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ và sản xuất sản phẩm hoàn chỉnh nhằm giúp doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ phát triển tốt hơn. Tuy nhiên, sự chủ động của các doanh nghiệp sẽ giúp sản phẩm tiếp cận thị trường nhanh hơn. Công nghiệp phụ trợ là đầu vào cho ngành sản xuất hàng loạt. Vì vậy, tôi nghĩ rằng ở thời điểm này khi mọi thứ thay đổi rất là nhanh, bản thân mỗi một doanh nghiệp chúng tôi cũng đã phải tự thay đổi. Nhưng nếu có một cái sự thống kê hay là đưa ra được những cái số liệu, dữ liệu mà đánh giá được hoặc là đánh giá xu hướng, ví dụ như tôi nói đơn giản như là các tập đoàn lớn như là Samsung, nếu chúng ta có những cái sự nghiên cứu về họ, đưa ra được những cái xu hướng mà họ sẽ đi, thì dẫn đến chúng ta cũng sẽ có những được những cái tín hiệu để mà nói cho những cái doanh nghiệp trong nước của mình, đặc biệt là trong ngành công nghiệp phụ trợ. Thực tế từ sự phát triển của doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ cho thấy, dù ảnh hưởng của dịch COVID-19 là không nhỏ, nhưng cũng đã mở ra những cơ hội cho các doanh nghiệp biết làm tốt bài toán đầu tư, cải tiến quy trình sản xuất và có thể đảm nhận được những đơn hàng lớn. Tuy nhiên, để nâng cao hiệu quả trong việc hỗ trợ doanh nghiệp thì rất cần có các hoạt động tăng cường kết nối của hiệp hội, ngành hàng để từ đó nắm bắt nhu cầu thực tế của doanh nghiệp. Về phía hiệp hội thì phải tăng cường liên kết và phải đoàn kết các doanh nghiệp, làm sao mà có những cái định hướng cụ thể cho từng cái doanh nghiệp. Mỗi doanh nghiệp phụ thuộc vào từng cái thế mạnh của mình để đầu tư vào một số cái sản phẩm công nghiệp hỗ trợ nhất định. Về hiệp hội và Bộ Công Thương cũng cần phải tổ chức thường xuyên các cái hội thảo, các cái cuộc triển lãm online rồi là triển lãm trực tiếp, làm sao mà quảng bá các cái doanh nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp sản xuất các cái sản phẩm hỗ trợ trong nước để tới các bạn hàng quốc tế để người ta biết được cái sản phẩm của mình để làm sao mà mở rộng cái thị trường. Theo Cục Công nghiệp Bộ Công Thương, để hỗ trợ doanh nghiệp cơ khí và công nghiệp hỗ trợ trong thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục tăng cường và nâng cao hiệu quả hoạt động của hai trung tâm kỹ thuật hỗ trợ phát triển công nghiệp miền Bắc và miền Nam. Các trung tâm đang tích cực hợp tác với các tập đoàn đa quốc gia có mặt tại Việt Nam như Toyota, Mitsubishi, Canon nhằm tìm kiếm các nhà cung cấp phù hợp tham gia vào chuỗi giá trị của các tập đoàn này. Ngoài ra, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục phát triển mạnh công nghiệp hạ nguồn, trong đó có một số ngành như công nghiệp năng lượng, công nghiệp cơ khí chính xác cũng như một số ngành cơ khí chế tạo để đảm bảo cho công nghiệp hỗ trợ có điều kiện phát triển. Điều này sẽ thu hút các tập đoàn đa quốc gia đầu tư các dự án quy mô lớn tại Việt Nam.
bằng cách thúc đẩy các ngành sản xuất, lắp ráp sản phẩm hoàn chỉnh, thị trường cho ngành công nghiệp hỗ trợ trong nước sẽ được duy trì và mở rộng, tạo tiền đề để các doanh nghiệp cơ khí trong nước trở thành nhà cung cấp, tham gia vào chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp sản phẩm cuối cùng, từng bước tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu.